Cũng đâu 180 độ là đi bẩn không được thì tạm đứng vào thôi, đứng nào đi dậy đi đá được. À, mấy hôm đấy em không nhìn thấy. Ăn cơm nó trong có mùi cả bát vào trong. Mà tôi như bà thì chẳng biết ăn. Đi ăn làm gì ăn được béo mấy là đi vậy đi chơi đi. Chơi chơi đi vậy vui. Đây cũng vui đây. Đi cái quả đi như vậy thích đi. Rồi đã đi chả còn. Báo hôm nay mà kiểm cho qua bảo chiều mai cho nên mà còn có đéo đâu mình được. Chuyện đọc đó gì. Chiều qua đây ở đấy thì bảo ông ấy cho nên là kiểm là ông trực. Không ở nhà mà tiêm thì ai đi chẳng ra đây. Cho nên là kiểm ông không cho tôi đi à. À vậy cho đéo tôi đi mà. Đi lên là kiểm chơi không cho đi. Vậy. Đi về. Bà đông ra đồng đường đấy bà xin ông đi. Ừ. Trực bà nhà. Bà trực ở. Nhà người ta tên. Bà ông hiếm lắm bà nào đấy nè. Bà nhiễm là chị bà nhiễm thì tôi có ăn nó chết tần bà không ạ? Có gì nhiễm? Cơ nước ăn thì ông ăn được đây. Bà không ăn được. Bây giờ ông phải tắm thay quần thế đấy ai hầu cho? Ừ. Không phải con, có chồng còn hầu có. Có đấy đi làm tốn nữa này. Có mà bà dụ cái con thử ký đi. Còn thì cho bé con thì xuống ở. À để ông quản gì nhỉ? Ông đeo cho gì quay về. Qua cái thế bà bảo đi tôi ra đuổi cái thế bà đi. Nhà giờ người ta đến tiêm thì ai đi lại à, đến giờ tiêm rồi tôi đi lại sao bà về làm tiêm bà đi chơi đi còn đi đúng rồi tiêm thế bà bảo là tiêm ông khỏe nha ăn làm được giờ người khỏe hơi yếu chứ hai người yếu cả thì chết hai ở bà yếu đây lúc cứ chỉ nói rồi bây giờ dám đẩy đầu đi đâu nữa khỏe cũng tiếp rồi từ ốm đấy uống cục đường huyết xuống đây không ai hòm tôm rồi mà ăn con chạy đến là chết để bạn rồi đi mà ngày đấy đã không có chết nào cái cô gái nhỉ cú đời đánh đâu có được gì